Trường mầm non xã Hồ Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, nằm ở trung tâm Ủy ban Nhân dân xã thuộc thôn 3, xã Hồ Sơn, cách quốc lộ 7 khoảng gần 1.400 mét. Trường được thành lập từ năm 1970 với tên gọi là trường mẫu giáo Hồ Sơn 2. Đến tháng 1 năm 1997, được Ủy ban Nhân dân huyện Anh Sơn ra quyết định chuyển đổi thành trường mầm non bán công Hồ Sơn 2. Hiện nay có 2 điểm trường, điểm 1 đóng tại thôn 3, điểm 2 đóng tại thôn 6. Trường có 10 nhóm lớp với tổng diện tích là 6.312 m². Phòng học đã được xây dựng kiên cố, có khuôn viên và tường rào bao quanh, có cổng trường, có biển tên trường theo đúng quy định của điều lệ trường mầm non, có đủ nguồn nước phục vụ sinh hoạt cho trẻ, có hệ thống cống rãnh, mương thoát nước hợp vệ sinh. Trường lớp được xây dựng khang trang, rộng thoáng. Trường có trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi trong lớp, đồ chơi ngoài trời tương đối đầy đủ. Năm học 2021-2022, trường mầm non Hồi Sơn hưởng ứng tổng kết phong trào thi đua tất cả vì quê hương Anh Sơn giàu đẹp trong dịp kỷ niệm 200 năm danh xưng Anh Sơn 1822-2022 và 60 năm ngày tách lập huyện Anh Sơn 19 tháng 4 năm 1963, 19 tháng 4 năm 2023, đồng kết hợp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cao cả của ngành giao phó, đó là xây dựng trường mầm non tái đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và kiểm định chất lượng cấp độ 2. Trường đã quan tâm trang bị, mua sắm đầy đủ về thiết bị, đồ chơi ngoài trời, thiết bị đồ dùng dạy học, đồ chơi các độ tuổi đủ theo chủng loại, tạo điều kiện cho trẻ khám phá thực hành trải nghiệm theo chủ đề, thiết bị đồ dùng đồ chơi ngoài danh mục và tự làm phong phú đa dạng, số lượng nhiều, chất lượng tốt, đảm bảo quy định vệ sinh an toàn. Đặc biệt, trong năm học 2021-2022, nhà trường tiếp tục thực hiện chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025. Ngoài việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất nói chung, để đảm bảo cho việc tái chuẩn, ban giám hiệu nhà trường đặc biệt chú trọng xây dựng môi trường ngoài lớp học, lấy công trình, khu trải nghiệm ngoài trời của bé làm công trình chào mừng kỷ niệm 200 năm danh xưng Anh Sơn. Từ những lợi ích và vai trò quan trọng của các hoạt động ngoài trời, trường mầm non Hồi Sơn luôn chú trọng đầu tư và xây dựng môi trường hoạt động ngoài trời hấp dẫn, bổ ích và thú vị, đặc biệt là khu vui chơi trải nghiệm để các bé luôn được vui học và phát triển toàn diện. Để hoàn thành khu vui chơi trải nghiệm cho bé, nhà trường đã làm tốt công tác tham mưu phối kết hợp với phụ huynh, hội cựu chiến binh xã, bộ đội đại đội 14-15, các chàng rể của nhà trường san sửa mặt bằng, đổ bê tông, hoàn thành các hạng mục chi tiết, tổng kinh phí 95 triệu đồng. Ngoài ra, nhà trường còn đầu tư tu sửa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi, phục vụ dạy và học, tổng kinh phí 162 triệu đồng. Sau một thời gian làm việc đầy tâm huyết và trách nhiệm, năm học 2021-2022, công tác xây dựng tái đạt chuẩn quốc gia và công trình kỷ niệm 200 năm danh xưng Anh Sơn của trường đã cơ bản hoàn thành. Trường được Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tặng bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, được Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An trao tặng giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2. Đây là sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp phát triển giáo dục của nhà trường, của địa phương và cũng là dịp đánh giá xếp loại được tất cả các tổ chức đoàn thể, cán bộ, công nhân viên cũng như các lĩnh vực hoạt động của nhà trường một cách khách quan, khoa học nhất. Tất cả những điều đó có ý nghĩa rất lớn với những quyết sách và con đường đi tiếp theo của đơn vị, là sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp phát triển giáo dục của xã nhà nói chung, trường mầm non Hồi Sơn nói riêng.